Dạ, gia đình ở đây là bốn gia đình không hạnh phúc nè. Gia đình chị là ba mẹ ly thân là hồi chị còn bé ngửa. Chưa. Dạ. Là có nghĩa là mấy tháng là ba mẹ chị ly ly chị thân rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là chị lại đi vô một cái cảnh giới khác, gọi là ba mẹ mất luôn. Dạ. Đó, cho nên là lại một cái cảnh giới khác, một cái sự chia sẻ khác ở cái tuổi của chị. Okay. Mẹ đình bà hồi nãy cũng chia sẻ là không hạnh phúc. Dạ. Ba mẹ cũng chịu đứng chung. Ở đây thì trên bờ vực thẳm, còn ở đây là 2 tuổi là bế đi rồi cả nhắc rồi, nhắc rồi. Mà kiên cường nuôi luôn, giống như mẹ chị là 32 tuổi là ở vậy làm luôn. Dạ. Mẹ chị là 33 tuổi là ở vậy luôn. Dạ. Đó, cho nên ngặt nghèo bốn đứa ngoài đây. Bốn đứa một gai hết trơn. Các bạn phải thương bốn đứa em. Có chuyện gì là các bạn phải chia sẻ với bốn đứa em. Các bạn muốn cho tặng gì các bạn phải nghĩ bốn đứa em. Gia đình em là thực chất là người Bắc á. Mẹ em thì cũng muốn ly thân bố em lâu rồi, nhưng mà tại vì là sợ mang tiếng cưng cho em với cả cho em của em. Sợ mang tiếng. Ok em ơi, ủa anh nói nãy Trần Lập mà. Mang khổ thôi. Mang khổ lắm. Dạ. Nãy hình Trần Lập mà. Nên là mẹ không dám ly thân mà bị ba hành hơi nhiều. Bởi cái cuộc sống tinh thần nó cũng quan trọng lắm. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.